Nhật Tân và Ngọc Thật xin kính chào quý khán giả của chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Thưa quý vị, chương trình Tây Ninh Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 40 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến trên website tayninhtv.vn. Mở đầu chương trình hôm nay, xin mời quý khán giả cùng điểm lại những tin tức nổi bật diễn ra ngày qua. Ngày 11 tháng 12 năm 2020 tại tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp cùng tỉnh ủy Tây Ninh với sự hỗ trợ của nhóm hỗ trợ xúc tiến nhanh cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, tổ chức hội thảo Khu Kinh tế Mộc Bài, lựa chọn mô hình và định hướng phát triển. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, chủ trì hội thảo. Qua hơn 20 năm thành lập và phát triển, đến nay, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đã thu hút được 58 dự án đầu tư, 18 dự án FDI và 40 dự án trong nước. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 455,88 triệu đô la Mỹ và 8.587,4 tỷ đồng. Hiện tại có 21 dự án đi vào hoạt động, chiếm 15% trên tổng diện tích đất đăng ký đầu tư. Giải quyết việc làm cho 17.500 lao động địa phương, kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu đạt 878 triệu đô la Mỹ. Số lượt phương tiện qua lại đạt 417.611 lượt. Bình quân mỗi năm có trên 2 triệu lượt người qua lại cửa khẩu. Sáng ngày 11 tháng 12, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng áp dụng pháp luật về giải quyết các vụ việc hành chính và xét xử các vụ án hành chính năm 2020. Đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tiến sĩ Lại Văn Trình, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng, giảng viên kiêm chức của Học viện Tòa án, trình bày những nội dung về xem xét đánh giá tính hợp pháp của quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bị khiếu kiện như đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính, quy định đối với người chưa thành niên và một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn tố tụng, giải quyết khiếu kiện, quyết định xử phạt hành chính. Hiện nay, các chủ đầu tư đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn như dự án chỉnh trang khu chợ thành phố Tây Ninh, dự án khu đô thị phường Ninh Thạnh thành phố Tây Ninh, dự án các khu đô thị phục vụ khu du lịch núi Bà Đen, dự án khu đô thị Gò Dầu 2, dự án đô thị Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu. Trong đó, quan trọng hoàn thành việc xây dựng sơ đồ gen và cam kết về tiến độ thực hiện và giải ngân từng dự án theo tháng trước 31 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đó là một trong những phương hướng nhiệm vụ được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra trong năm 2021. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đề ra phương hướng tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ của địa phương, triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết tập trung chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ 19 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập và đổi tên một số ấp thuộc huyện Châu Thành, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Sau khi sáp nhập, tỉnh Tây Ninh sẽ giảm 4 ấp, cụ thể là ở huyện Gò Dầu, ấp Phước Chánh sẽ sáp nhập vào ấp liền kề là Phước Đông cùng xã Phước Thạnh. Tại thị xã Trảng Bàng, ấp Tràm Cát sẽ sáp nhập vào các ấp liền kề là Phước Đông, Phước Bình, Phước Hòa, Phước Trung cùng xã Phước Dĩ, thị xã Trảng Bàng. Tại huyện Châu Thành, sáp nhập ấp Lưu Văn Vẳng và ấp Hòa Bình của xã Hòa Hội vào nhau, thành ấp mới, đặt tên là ấp Hòa An. Sau khi thành lập ấp Hòa An với quy mô 383 hộ dân, trụ sở làm việc của ấp Hòa An đặt tại văn phòng ấp Hòa Bình cũ. Ấp 2 và ấp 3 của xã Phước Vinh cũng nhập vào nhau tạo thành ấp mới, đặt tên là ấp Phước An. Sau khi thành lập, ấp Phước An sẽ có quy mô là 454 hộ dân, trụ sở làm việc của ấp Phước An đặt tại văn phòng ấp 3 cũ. Việc sáp nhập các ấp nêu trên được đánh giá là phù hợp với tình hình thực tế, do các ấp sáp nhập có quy mô dân số khá nhỏ. Tại các cuộc họp cử tri, nhiều cử tri đã bày tỏ nguyện vọng được sáp nhập với ấp liền kề. Ngày 9 tháng 11 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 133 năm 2020 hướng dẫn luật thi hành án hình sự có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2020. Phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được phổ biến học tập các chính sách quy định của pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng, vay vốn sản xuất kinh doanh, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm.
Luật Cư trú, Luật Giao thông đường bộ, đường thủy, các quy trình về tái phạm nguy hiểm, xóa án tích, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, một số nội dung giá trị đạo đức, kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý. Thời gian học tập phổ biến từ 5 đến 7 ngày trong khoảng thời gian 2 tháng trước ngày phạm nhân chấp hành xong án phạt tù hoặc trước khi thi hành quyết định đặc xá, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Thưa quý vị, tiếp theo sau đây là cập nhật tình hình dự báo thời tiết ngày hôm nay. Lê Nguyên xin được kính chào quý vị khán giả của chương trình Tây Ninh ngày mới. Thưa quý vị, hiện nay áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, rãnh áp thấp xích đạo có trục giác qua 4 đến 7 độ vĩ bắc, nâng dần trục lên phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút ra phía đông. Thời tiết tại Tây Ninh hôm nay mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 33 độ, và độ ẩm không khí từ 75 đến 86%. Mực nước cao nhất trên sông Vàm Cỏ Đông từ 0,65 đến 0,70 m. Và kính thưa quý vị khán giả, những thay đổi về khí hậu, đặc biệt là khi không khí lạnh hơn vào buổi tối và sáng sớm, sẽ tăng cường khả năng trẻ bị viêm tai cấp tính. Khi bị bệnh thì trẻ sẽ cảm thấy đau tai, khó nghe, chảy dịch ở tai, thậm chí là sốt cao và buồn nôn. Và để phòng tránh thì cha mẹ cần để trẻ tránh xa môi trường có khói thuốc lá hoặc là môi trường bị ô nhiễm, giữ ấm cho trẻ nhỏ, tránh để trẻ tiếp xúc với trẻ bị bệnh, giữ vệ sinh cho trẻ, nhất là bàn tay, mũi, họng, dùng tăm bông thấm sạch tay nếu như tay của trẻ bị dính nước. Có thể dùng tăm bông tẩm với nước muối sinh lý để vệ sinh tay, mũi cho trẻ. Nhưng sau đó thì cần phải dùng tăm bông sạch thấm khô tay để tránh việc tích tụ nước gây viêm nhiễm. Hy vọng rằng là những thông tin thời tiết và những lưu ý về sức khỏe trong ngày hôm nay sẽ hữu ích cho quý vị. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, mời quý vị khán giả cùng tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo của Tây Ninh ngày mới. Quý khán giả thân mến, vào sáng nay, giải cầu lông vô địch các nhóm tuổi tỉnh Tây Ninh năm 2020 sẽ khởi tranh tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh. Đây sẽ là dịp để người hâm mộ cầu lông tỉnh nhà theo dõi những trận đấu hấp dẫn của các tay vợt xuất sắc trong tỉnh. Còn bóng đá thế giới sẽ là những diễn biến sôi động tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Giải cầu lông vô địch các nhóm tuổi tỉnh Tây Ninh năm 2020 sẽ thi đấu ở 5 nhóm tuổi là từ 18 tuổi trở xuống, từ 19 đến 35 tuổi, từ 36 đến 45 tuổi, từ 46 đến 55 tuổi và từ 56 tuổi trở lên. Các nội dung thi đấu của giải đó là đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải đấu sẽ diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2020 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh. Tâm điểm của vòng 12 giải Ngoại hạng Anh đó là trận derby thành Manchester giữa Manchester United và Manchester City vào lúc 0 giờ 30 phút rạng sáng mai. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Pep Guardiola đã xác nhận đang có trong tay đội hình mạnh nhất. Quan trọng nhất đó là sự trở lại của Aguero sau thời gian chấn thương. Trong khi đó, Man United dù có lợi thế sân nhà nhưng cần phải ngay lập tức lấy lại tinh thần sau khi phải xuống thi đấu ở UEFA Europa League. Cũng vào rạng sáng mai thì Chelsea sẽ có cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng nếu có 3 điểm trong chuyến làm khách trước Everton. Còn ở vòng 13 La Liga, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào trận derby thành Madrid vào 3 giờ rạng sáng mai giữa Real Madrid và Atletico Madrid. Đây là mùa giải đã chứng kiến nhiều sự sa sút của Barcelona và Real Madrid, nên sẽ là cơ hội để thầy trò ông Diego Simeone giành chức vô địch. Do đó, cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch ở mùa giải này. Thưa quý vị, thông tin kết quả các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cùng các tin tức thể thao hấp dẫn khác sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin thể thao lúc 14 giờ 20 phút trên kênh TTV11. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn ngay sau đây là những chương trình giải trí hay và hấp dẫn sẽ mang đến cho quý khán giả món ăn tinh thần vô cùng đặc biệt. Căn nhà rộng lớn đã trở thành tổ ấm bất đắc dĩ của 5 người với tính cách trái ngược nhau. Vì vậy, những cuộc chiến thường xuyên nổ ra, những con người hiếm tài nhiều tật sẽ dẫn đến những câu chuyện bất ngờ gì? Đón xem series phim sitcom Nhà là để trọ phát sóng lúc 6 giờ 45 phút và 16 giờ 10 phút. Hà độc túng bằng chất độc kali cyanua. Mục đích của kẻ thủ ác là gì? Đón xem tập 28 của bộ phim Hồ sơ đửa phần 3 Tử thi lên tiếng phát sóng lúc 12 giờ. Tôi quá mệt mỏi với cái cảnh làm người tình. Trong bộ sưu tập đàn bà quá lắm rồi. Đột nhiên xuất hiện thêm một cô người yêu của Tuấn Minh. Sự việc này có phải đơn giản chỉ là hiểu lầm? Và Linh sẽ đối mặt với cú sốc này như thế nào?
đón xem tiếp diễn biến ở tập 31 của bộ phim Nhà Chung phát sóng lúc 21 giờ 5 phút. Dạ, kính thưa quý vị, nhân vật nữ mà Tường vừa dùng trong chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu tuần này, chúng ta sẽ được gặp lại MC Cát Tường và một nhân vật đặc biệt với quá trình lao động nghiêm túc không biết mệt mỏi hơn 40 năm qua. Và với những cống hiến đó, chị đã được nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019. Đó là nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Trên chặng đường dài gắn bó với nghề, chị đã phải trải qua như thế nào? Ai là người đứng sau sự thành công đó của chị? Chúng ta sẽ có câu trả lời trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu phát sóng lúc 20 giờ. Quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Tây Ninh Ngày Mới của TTV11 đến đây xin khép lại. Đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh Ngày Mới được phát vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn hoặc là cài ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Và bây giờ Ngọc Thật và Nhật Tân xin kính chào tạm biệt.